Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh đại, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và trở lại với clip ngày hôm nay là một bộ ghép được xem là những cái món hàng rất là đẹp, rất là quý và rất là hiếm gặp luôn. Trong đó con âm ly thì có nhiều, Bühler SX850 cũng thuộc dạng khủng long của hãng, riêng cặp loa Sony SF860 cặp loa rất là hiếm gặp và này, cặp loa này được thiết kế là bass 44 4 tắc á, 4,4 tắc á, rồi hai loa trung và đặc biệt có chép còi nha, một chép còi 3 tắc và một siêu chép, 2 siêu chép. Thì cái phần đặc biệt là cái loa này nó tách thành hai phần, mình có thể tháo rời được anh em nha. Đó rồi thì bộ ghép này sẽ nghe nhạc vàng đây này. Cặp loa cũng nhưng mà nó thuộc về dòng loa cũ, ra đời vào 1972, 72, 76 và trong khoảng thời gian đó sử dụng bát giấy, gân giấy liền nên nó nghe nhạc vàng rất là hay. Đây Khôi đưa máy gần anh em cùng xem. Đây cặp loa thì Khôi đã có cái clip review rồi, riêng nguyên bản tuyệt đối, chưa bung ngóc, cũng chưa có xì ba thùng luôn, thùng gỗ làng anh em nhé, thùng gỗ làng đẹp. Rồi đây nè, bát 44 và gân liền nhé, gân tẩm dầu mà mình chưa tẩm luôn, hạng hoàn toàn sạch đó, nên nó thuộc về hệ loa nghe nhạc vàng. Cung giấy này, chắp còi, còi gang anh em nhé, còi gang. Còn đây là cái phần ngoài này là cái phần trang trí thôi, còn trong là còi gang đó. Còn cái chép đây là hai siêu chép ha, cùng là chép còi luôn đó. Rồi SF860 công suất 125W, maximum là 250W, phục vụ nghe nhạc vàng ha. Rồi, rất là đẹp, chưa có xì ba luôn, nguyên bản anh em nhé, chưa bung móc luôn nha. Rồi ok, trở lại với clip hôm nay là đây con âm ly Bühler SX850, một model khá lớn của hãng, chạy 8 con sơ sắc Toshiba chữ đỏ anh em nhé. Đó, nó rất là tuyệt vời. Thứ nhất là size lớn này, size được hãng công bố là 54. Đó, trưng bày đẹp vào gỗ làng nha. Đấy, anh em cùng xem, rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn. Vỏ là zin, ốc zin luôn luôn em, đây này, ốc zin này, lồng đèn rồi zin. Tuyệt vời luôn, còn cả cái tem này, tem này tem kiểm định. Mọi thứ là hoàn hảo ha. Con này thì nó đánh tới ba cặp loa này, rồi xin lỗi em là hai cặp loa A B là A cộng B. Đó. Rồi đài đóng đồ đầy đủ hết nha. AFM hoạt động tốt, 1.8 1.6. Tất cả chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Đó. Thì cái này là nó bị theo thời gian nó bị hoen rỉ cái này, thì Khôi chưa có làm vì chưa có tháo ra được để sơn, là vì trời mưa đó, trời mưa cái này tháo ra được ha. Còn vỏ thì đẹp, đây bây giờ Khôi lột nó ra luôn đây nè, bên trong này vỏ có chữ số này, ốc còn mới keng luôn ha. Rồi nhưng mà do là cái phần sắt thì nó bị hoen. Đây Khôi đưa máy cao lên chút, máy còn rất là đẹp, máy còn rất là đẹp này. Rồi ok, đây này, máy móc rất là đẹp luôn, chưa có giòn luôn anh em nhé. Những cái dòng này nó rất là bền, ship về cắm đèn là hát thôi. Nhiều khi nó bị rột rè cái chiếc áp thì mình vệ sinh. Đèn vẫn zin luôn anh em này, đèn dây tóc nha, đèn vàng còn được gọi là đèn dây tóc. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, anh em cùng xem. Sử dụng hai tủ rất là lớn, hai tủ này tủ Nippon Nichicon 15.000mi anh em, 15.000mi. Công suất ra loa cũng khá tốt để đem đến các dòng loa 3 tắc 4 tắc ha. Đó, anh em cùng xem. Đít mông còn rất là sáng nha. Đây anh em nè, em nhìn đít mông này rất là sáng luôn, rất là sáng, rất là đẹp luôn, nhiều con nó hoen hết rồi này. Đây nè, đây loa này AB. Đó. Nhấn vào, nhét dây vào rất là tiện sử dụng rồi nè. Con này nó có thêm cái chức năng làm rề bao này. Đây nè, cái này mình sờ vào là nó biết này. Mấy cái cọc này thì nó sẽ không hoạt động nha. Anh em muốn làm rề thì rút nó ra đảo ngược cầu lại nha, hoặc làm bao. Đó, những cái đài lớn thì làm được cái chức năng này. Anten còn rất là cứng cáp luôn anh em. Đó, ok ha. Tí đầu vào đầy đủ. Đó. Nó có thêm cái phần này nè, cái phần này là phần adapter này. Phần này để làm gì? Anh em có thể dùng nó để gắn súp ha. Gắn súp karaoke nhé. Rồi, đó, các cái chức năng này đầy đủ hết. Điện sử dụng con này á là điện 120V anh em. 120V nha. Khôi là Khôi thích đồ Mỹ.
cái điện mà điện 100V á, đồ Nhật á, đời của Nhật á, không mà nhỏ lại tí. Thì cái tủ này là tủ Elna. Còn đời 120V là tủ này là tủ Nippon Nichicon. Đó, nó là theo cái yêu cầu của hãng Mỹ ha. Thì họ yêu cầu là phải sử dụng tủ này. Thì 8 con sao công suất đây rồi. Toshiba chữ đỏ này. Đó. Còn lại đây là có hai cái bo. Bo này là bo công suất này. Trên này nó chạy thêm hai con sò than nữa, đỏ đen, cũng của hãng Toshiba chữ đỏ luôn. Xin lỗi anh em, hai cái con sò đạp này á là sò nét ha. Đó. Nói chung là một con Omni rất là tuyệt vời và cũng nhiều người đã chơi trên mạng, cũng nhiều người bán anh em. Nhưng mà mọi người á thì có một cái mức giá nó khác nhau. À, thì ở trong Nam này anh em nhiều khi mình nhập theo lô, mình nhập theo lô thì nó có cái giá tốt. Đó, nên là Khôi bán giá tốt. Thì hiện tại thì Khôi cũng thấy một số anh em đang bán giá là 18.500. Nhưng mà hiện tại thì Khôi về trong cái lô, trong cái mùa hè này nên giá tốt lắm nha. Giá lại hơn 2 triệu. Giá nó chỉ còn 16.500 thôi. Anh em nào yêu thích thì chốt ngay vào liền. Một con duy nhất từ đầu năm tới giờ. Và Khôi cũng ít khi bán nha. Nhưng mà hiện tại thì có một cái số dòng loa lớn, ví dụ như Sony Bass 44 Tuck này, Infinity này. Đó, nên là Khôi ship về để Khôi đánh nó nha. Đó, anh em yêu thích kênh của Khôi và đang chờ con này thì nhân tay chốt ha. Máy móc bao zin và hoạt động tốt tất cả các chức năng. Rồi bây giờ thì Khôi lắp vào và Khôi test chất âm, anh em cùng nghe. Mm-hmm.
lạnh chiều đông phương tiên thở của người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ tiến đưa chờ thay lòng như dớt giữa vù đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa đêm chập chờn buông lên giấc mộng em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường Việt Nam luôn. So với những shop đang bán thì hiện tại Khôi đang bán với mức giá là 16.500.000, giá được xem là rẻ trong cái mùa hè này. Anh em nào đang quan tâm theo dõi thì nhân tay sở hữu nha, một con duy nhất, và thấy hay thấy hợp với cặp loa Sony thì có thể chọn luôn. Cặp loa thì cũng lân quân 20.000.000 nha, cả bộ luôn thì mới có hơn 30.000.000, rất là đáng chơi. Rồi Khôi xin cảm ơn, hẹn gặp lại, chuyên khoan đủ Khôi báo ship tận nhà tận nơi, còn ship code thì cộng trước cho Khôi 30% và không báo ship. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.